quan đến thị trường vàng, mặc dù ngân hàng nhà nước khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn giá vàng, nhưng hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng thì vẫn diễn ra ở nhiều điểm giao dịch. Và thậm chí nhiều người còn ở lại qua đêm trước cửa các chi nhánh ngân hàng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vâng, như quý vị cũng đã thấy, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, nhưng mà sau lưng tôi đây vẫn có một lượng người xếp hàng dài chỉ để là trở thành những người may mắn và sớm nhất hôm sau có thể mua được vàng. Và chắc chắn đây không phải là chỉ có chi nhánh này đâu ạ. Sẽ có rất nhiều chi nhánh khác cũng có tình trạng là người dân xếp hàng thâu đêm suốt sáng chỉ để hôm sau mua được vàng. Việc người dân xếp hàng chờ mua vàng có lẽ không còn quá xa lạ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, điều đang nói là có những người còn xếp hàng từ đêm hôm trước chỉ để lấy số thứ tự cho hôm sau, mà đôi khi còn không mua được vàng. Em xếp hàng từ 3 hôm trước rồi, và hôm nay là hôm thứ tư, nhưng mà chưa mua cây nào, tại vì người dân quá đông, người dân đổ xô mua vàng quá đông nên là em chưa có lốt nào cả. Bây giờ đã đến đây rồi thì chờ mai mua chứ. Chắc mình ngủ quá đêm đây luôn đấy. Thì chứ ngủ quá đêm, làm gì được ngủ, ngồi làm gì được ngủ. Trong số những người xếp hàng chờ thì có cả những người được thuê để mua được vàng. Có ai thuê mình làm cái này không ạ? Cái đấy thì có người thuê em thôi. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng xếp hàng từ đêm hôm trước diễn ra ở nhiều chi nhánh ngân hàng. Mặc dù đã có một số giải pháp để hạn chế việc xếp hàng như đăng ký mua vàng miếng trực tuyến, nhưng nhiều người dân cho rằng trang web luôn quá tải và họ chỉ có thể xếp hàng sớm nhất thì may ra mới sở hữu được vàng miếng ở thời điểm hiện tại. Sau gần một tuần diễn ra vào tối qua tại Đại Nội Huế, diễn ra chương trình nghệ thuật Về Huế Festival chính thức khép lại tuần lễ Festival Huế 2024 với nhiều dư vị cảm xúc trong lòng công chúng. Trên nền sân khấu của Điện Kiến Trung, câu chuyện về một xứ Huế bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được kể bằng ánh sáng thông qua công nghệ 3D mapping. Đó cũng là tinh thần của festival khi luôn luôn đổi mới, đưa lễ hội gần hơn với cộng đồng. Với chủ đề di sản văn hóa hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival 2024 đã hội tụ tinh hoa của hơn 30 đơn vị nghệ thuật đến từ những vùng miền của Việt Nam và 7 quốc gia trên thế giới. Chương trình nghệ thuật với thời lượng hơn 60 phút là lời dã bạn của xứ Huế với du khách và nhân dân sau gần một tuần diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trải dài trên diện rộng. Sau tuần lễ này, công chúng... Dự án tuyến đường nối khu đô thị Xuân Phương, quốc lộ 32 đang được thực hiện những hạng mục cuối như lát đá vỉa hè, trồng cây, vệ sinh đường. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn còn dang dở bởi hai đầu của dự án vẫn chưa giải phóng được mặt bằng. Đi đường cũ thì nếu như mà nó tắc thì phải mất cả tiếng. Trong khi đó nó chỉ có mấy cây thôi, chỉ có khoảng 3-4 cây thôi nhưng mất cả tiếng. Còn nếu đường gần này thì vài trăm mét thôi, nhưng chắc chắn nếu mở ra thì sẽ không bao giờ tắc. Vì đường hai làn rất rộng. Tôi muốn là giải tỏa hai đầu để đưa vào sử dụng cho đỡ lãng phí của nhà nước, đường thông hề thoáng. Được biết, tuyến đường nối khu đô thị Xuân Phương với quốc lộ 32 có chiều dài khoảng 1 km qua địa phận hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Tuyến đường được duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 10 năm 2018 với tổng mức đầu tư dự án là hơn 251 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ thông xe vào năm 2022. Tuy nhiên đến nay, tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện. Dự án xây dựng tuyến đường nối khu đô thị Xuân Phương với quốc lộ 32 chậm tiến độ, không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Làm ra mà lại không sử dụng được mà để được nhiều năm thì nó rất lãng phí. Cái gì thì thôi, đã là dự án mà không được sử dụng thì đương nhiên là lãng phí rồi. Không bao giờ có cái hiệu quả được. Rất là tiếc là chỗ con đường thì rất đẹp, nhưng mà phương tiện thì chưa hoạt động được. Cứ để không. Tại kỳ họp thứ 7, cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, đại biểu Quốc hội cũng đã bày tỏ băn khoăn khi lãng phí đang hiện hữu trên nhiều khía cạnh như lãng phí tài sản công, lãng phí cơ hội phát triển. Nếu như đánh giá bình thường thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một sự chậm trễ đơn thuần. Nhưng nếu như chúng ta nhìn sâu vào cái vấn đề này thì tôi thấy thứ nhất là chúng ta đã lãng phí thời gian. Và lãng phí thời gian đồng nghĩa với là lãng phí tiền bạc. Bởi vì có những cơ hội đầu tư, có những cơ hội phát triển thì nó sẽ qua đi và không bao giờ chúng ta có thể lấy lại được. Không chỉ lãng phí trong quản lý tài sản công, điểm nghẽn đầu tư công cũng trở thành vấn đề nóng khi hàng nghìn dự án chậm tiến độ, điều chỉnh nhiều lần, có thất thoát lãng phí, đầu tư không hiệu quả. Cho rằng lãng phí còn nguy hại hơn tham ô, tham nhũng và là một lực cản cho sự phát triển của đất nước. Cử tri mong muốn Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn An Hưng Nông bị phạt hành chính 80 triệu đồng. Ngoài ra,
Trong mẫu nước thải của công ty có 7 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, nên việc xử phạt tăng thêm tính theo tỷ lệ phần trăm đối với từng thông số vượt quy chuẩn, với số tiền xử phạt 232 triệu đồng. Đồng thời, buộc chủ đầu tư nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa còn phải thu gom nước thải chảy tràn sang ao chứa của người dân lân cận trong vòng 10 ngày. Trước đó, đầu tháng 5, nhiều tuyến kênh nội đồng dài hàng chục km tại xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm và lan sang các tuyến kênh giáp ranh thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những dự án cơ sở vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và sử dụng đất sai mục đích, được Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động và thực hiện việc giảm ngừng cấp điện. Bởi những công trình cơ sở kinh doanh này thì có nguy cơ cháy nổ rất cao, trong khi trên những ô đất này thì có rất nhiều người dân sinh sống và kinh doanh. Song theo quan sát của chúng tôi thì những dự án tòa nhà này thì vẫn đang tiếp tục hoạt động dù đã bị tạm đình chỉ toàn bộ tòa nhà. Bản thân người bảo vệ cũng chia sẻ, tòa nhà vẫn duy trì hoạt động và không có chuyện bị ngắt điện. Tức là họ vẫn còn đang làm việc và đang có điện họ mới làm. Tất nhiên phải ảnh hưởng công việc cho em, bây giờ họ làm toàn bằng máy, hệ thống bằng vi tính hết thì mất một phút là cũng không được nữa. Phế liệu, đồ gỗ, cửa nhôm kính được đặt tràn lan tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Trước đây, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã kiểm tra rà soát, ngừng cấp điện cho các trường hợp sử dụng điện tại đây. Song tới nay, các nhà ở kết hợp kinh doanh thu mua phế liệu này vẫn tồn tại và hoạt động trong điều kiện có điện sinh hoạt. Cái chủ đầu tư hoặc là những cái người mà đang sử dụng cái tòa nhà đấy vẫn cứ sử dụng thì là cái việc vi phạm pháp luật là sẽ bị cưỡng chế và sẽ bị những cái chế tài xử phạt. Bình thường sẽ là xử phạt hành chính. Nếu như trong trường hợp đấy mà lại xảy ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là cháy nổ dẫn đến chết người hay là tai nạn hay là những cái gì thiệt hại lớn chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể là bị xử lý về hình sự. Mặt khác, cùng trong danh sách các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy bị ngừng giảm cấp điện. Nhưng hiện các công ty trên lô đất A thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy đã đóng cửa và tạm ngừng hoạt động. Có thể thấy, việc ngừng giảm cấp điện chưa đủ khả năng ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong trường hợp khẩn cấp, mà chỉ là biện pháp hành chính trước mắt được thực hiện nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố có hơn 14.000 căn hộ tái định cư bỏ trống, tập trung nhiều nhất tại khu tái định cư Bình Khánh, thành phố Thủ Đức và tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, hạ tầng xuống cấp. Khu này nhưng mình cũng thấy rất là tiếc, kiểu như là không có người dân để mà ở. Mà nếu mà có người dân ở thì cái khu này nó sẽ tiến triển lên á. Còn giờ không có ai ở hết. Theo các chuyên gia, việc nhà tái định cư bị bỏ hoang trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao, nguồn cung lại khan hiếm là rất lãng phí. Hiện nay Quốc hội đang xem xét để sửa đổi luật đấu giá tài sản, thì sẽ có những cái quy định pháp luật nó phù hợp với thực tế hơn, và như vậy sẽ có cái cơ chế xử lý hàng ngàn cái căn hộ tái định cư hiện nay đang bị vô dư thông qua một trong hai phương thức. Phương thức thứ nhất là chuyển đổi cái căn hộ tái định cư đó đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá cho người mua nhà. Cái thứ hai là chuyển đổi cái căn hộ tái định cư này thành nhà xã hội để bán cho người có nhu cầu tiêu dùng. Thì cái này là những cái giải pháp rất là thiết thực. Luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản sẽ có nhiều cái cơ hội phát triển tốt. Chính vì vậy mà cái luật mới thay đổi như này thì chúng tôi nghĩ là đó là một trong những cái cơ hội để mà sắp tới sẽ có nhiều nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng thực tế của người dân. Muốn chuyển đổi công năng nhà tái định cư sang loại hình nhà ở khác cũng phải đảm bảo về quy hoạch hạ tầng an sinh. Các cơ quan quản lý nhà nước cần linh động, phối hợp để đưa hàng ngàn căn hộ tái định cư này vào sử dụng, tránh lãng phí để người thực sự cần nhà sẽ có nhà.